trưng bày đẹp không? Bày kính đường luôn. Trên đường đi thì nãy đi một cái con đường rừng này rất là dài luôn nha cả nhà. Hai bên đường là cây không, cây cổ. Ngày mới Tuấn xin mến chào tất cả cô chú anh chị và các bạn đã xem kênh của Tuấn Container ha. Chúc tất cả cô chú anh chị và các bạn một ngày thật là vui vẻ và nhiều hạnh phúc trong cuộc sống. Hôm nay Tuấn đang có mặt ở đây là rừng Mã Đà, thuộc giao nhau giữa Phú Lý, Vĩnh Cửu, Đồng Nai, giáp ranh với Hồ Trị An. Thì hôm nay Tuấn có một cái lịch trình, mấy nay hàng hóa cũng đang bị đứng lại đó, nên Tuấn rảnh rỗi, hôm nay có mấy người anh em đây. Đi công việc trong này thì Tuấn gặp mấy người anh em đây. Thì sẵn là Tuấn đi quay một cái lịch trình hôm nay anh em đi rừng ha, đi tìm những cái loại nấm quý ở trong rừng, rồi mối chúa trong rừng ha. Rồi mời cô chú anh chị cùng theo chân Tuấn xem những cái lịch trình ở trong rừng như thế nào ha. Đi đường vô rừng Mã Đà thấy có mấy anh em đây. Đi hái nấm ha. Đâu có được cây nấm nào không em, cho anh coi được không? Để ngoài xe. Để xe. Ủa, cái này là gì đây? Rau. Này là rau của nấm mối hả? Rau sâm linh đó. Sâm linh. Đi là anh em là đi là đem theo một cái cây cuốc như vậy nè. Để đào nấm. Nào giờ mình cứ nghe nói là thu hoạch nấm mối thôi, nhưng mà chưa thấy cái nấm mối trực tiếp như thế nào. À. Em chưa biết. Hả? À. Em gần đây không? Nhà gần đây luôn hả? Nhà trong Phú Lý. Phú Lý cũng xa hả? Để tí nữa coi thử cây nấm mối như thế nào hả? Cho bà con cô bác cùng xem. Linh cho nấm mối. Kìa có một trong rừng này, khu này chắc rắn nhiều lắm ha. Đi để ý cẩn thận á, vô mấy cái gốc cây ngóc cách này. Rắn dữ lắm. Đây ngày xưa là gọi là khu chiến đấu ngày xưa mà của bên bộ cách mạng mà. Ủa vậy nấm mối là bữa nay bao nhiêu một ký em? Cho anh hỏi xíu. Có em cũng gần đó. Tại bên này nó chưa ra mà. Có lai gai. Nhưng bữa em trai này nói là bữa là lên 4 triệu một ký luôn hả? Dạ. 4 triệu là cũng cao quá chứ. Nhớ mấy năm trước đó. Sâm bô linh thôi. Chỉ còn nấm mối đâu tới đó. À sâm bô linh hả? Sâm bô linh thôi, chỉ còn nấm mối đâu tới. Sâm bô linh là cái cọng nãy đó hả? Dạ. Chỉ còn nấm mối là nó có mấy trăm mà. Nó 400 mà. 400. 400 ký. Sâm bô linh đó là nó có gì bổ mà mắc vậy ta? Ngâm rượu hả? Ở Trung Quốc nó thu mà. À. Ồ, cũng có lý ha. Đây đường này là mình đi sâu là đi qua bên ấy luôn. Ra đập luôn. Ra đập luôn. Cái cây sâm này nhìn nó giống như một cái bằng chân chim á ha. Giống sừng nai. Ừ. Đây. Nhìn nó có vẻ thần bí lắm ha. À, ra cho anh mượn xíu. Ừ, nó màu đen. Ở dưới đây màu đen, ở trên đây nhìn cái này giống như một cái bàn tay á. À. Nhìn xa xa thì giống như một cái chân con gà đá ở bên Campuchia casino. Rồi, anh em đi thu hoạch. Chúc mấy anh em vui vẻ ha. Gặp nhiều may mắn. Ủa cái hũ này hũ gì em? Mối chúa. À đây là mối chúa ha. À. Mối này là mình nãy mới đi thu hoạch được luôn hả? Dạ. À, cái này là để làm gì em? Dạ em rượu. Cái này như bổ lắm. Mối chúa này nó bổ lắm á cả nhà. Đây là cái con mối chúa nha. Đó, để ngâm rượu nè. Đồ nghề đem theo một cái canh nước uống à. Dạ. Lâu lâu mấy em mới đi rừng hả? À? Tới mùa này mới đi thôi không? Không, tới mùa em cũng đi. Đó. Vui ha. Đi này phải đi anh em đông, vô đây cũng sợ nguy hiểm. Bây giờ tính đi vô đây một vòng khám phá cho cô chú anh chị cùng xem ha, vô rừng như thế nào ha.
khám hóa phá có những gì. Đây là những cái cây này nhìn y như rắn vậy á nè. Mấy cái cây này quấn nè. Có đám mối không anh? Này mình đang đào cái gì ạ? Dạ, đào đó ô linh. Đào đó chúa. Nấm ô linh hả? À. Mối chúa đó mắc không anh? Đó 10.000, 11.000 con. Cái đó để mình ngâm rượu đúng không? Dạ đúng. Bổ, nó bổ gì? Uống đó là nó có bổ sức khỏe hả? Không biết nữa. Thấy người ta kêu mua. 10.000 một con. Dạ. Mấy cái ổ mối này. Wow. Có... bữa nào có đi rừng cho anh đi chơi được không, khám phá được không? Dạ. Đi quay YouTube ở trong này có gì nhiều cái thú vị không mày? Dạ. Có khi nào em đi gặp rắn chưa? Dạ có. Rắn ghê lắm ha, rắn. Dạ. Mà mình phải có nghề chứ không có nghề là mệt lắm á. Dạ. Trong này voi với bò tót đồ cũng nhiều lắm ha. Dạ có. Đây, đi vô trong những cái khu rừng như thế này thì phải đi, có nghề mới đi được. Gặp nhiều khi rắn rồi, dữ dằn lắm. Ở đây rớt có một trái. Trái này giống trái bình. Trái này giống trái bình bát nè. Đâu trên cây này đây có trái bình bát nữa. Để hỏi mấy em này coi phải biết trái này trái gì không? Trái này là trái gì em biết không em? Nhìn giống bình bát ha. Trái nhào hả? Ừ, đúng rồi, trái nhào. Ở trong rừng cũng có trái nhào nữa. Có, nhào rừng á. Nhào rừng. À, này nhào rừng ngâm rượu á. Miệng giống. Trong đây là không có thiếu một cái gì hết. Nói chung đi vô đây chỉ sợ rắn thôi chứ không sợ gì hết. Rắn nhiều khi quấn trên cây mình đâu có biết đâu. Hả? Mấy lần này cũng có rắn à. Nhưng phải có nghề mới được. Dạ. Nhưng có là mổ một phát là thôi luôn. Giờ đi về hả em? Đi tiếp. Đi khúc nào nữa? Chiến lợi phẩm nha bà con. Này đâu phải nấm mối. À này là nấm ô linh. Này gọi là nấm hay là gì ta? Sâm ta? Nấm đâu? Nấm ô linh. Cái này là 5 triệu một ký. Trên đâu em? Ở đây luôn. Ủa, giờ... nghe nói là 5 triệu một ký mà. Có đợt cũng tùy theo thời điểm ha. Nhìn nó giống như một cái củ nhân sâm vậy. Nhỏ nhỏ không ta? Vậy là cái này có vẻ là có thể là làm thuốc trị bệnh đó. Mới mắc vậy ha. Mà được kiếm được một ký vậy đâu phải dễ đâu. Nhiêu đây sợ được lạng như mấy ha. Không cần kiếm nhiều, anh đây kiếm ít cũng đủ ăn rồi. Kiếm ít là đủ xài rồi. Ủa này ăn hả? Ăn được hả? Không, kiếm ít là đủ bán rồi, đủ có lúa ăn. Cái này như người ta làm thuốc chữa bệnh hiểm nghèo đó, mới mắc vậy á. Trung Quốc mua về mấy triệu á. Dữ vậy hả? Mười mấy triệu luôn. Chứ nó thu cao rồi người ta mới mua cao mình chứ người ta... Thu không là đã 4 triệu mấy 5 triệu rồi, phải bán ra mười mấy triệu nhé. Chứ đâu gắt Âu bị khủng đâu mà đó. Hôm nay thì Tuấn có duyên đi qua đây gặp mấy anh em đây thì vô giao lưu một xíu cả nhà. Giao lưu đi quay để biết hành trình đi đào nấm như thế nào. Trong này rất là nhiều cây thuốc. Bởi vì sao mà những cái vị mà ẩn sĩ, những vị tu giải thoát thì thường người ta hay thích vô rừng. Thì trong này sẽ dùng những cái rau này, người ta ăn được luôn. Đó, rau làm thức ăn được. Rồi những cái cây thuốc á, như là ở dưới miền Tây thì có Thiên Cấm Sơn, núi Cấm á. Thì rất là nhiều cây thuốc rừng quý. Đó, nên là họ sẽ đi vô đó. Và có một lý do vì sao mà mũi ở đây mũi nhiều mà vẫn sống được. Thì là các vị đó sẽ dùng một cái, thường thường là có một cái mùng á. Khi trong một cái ngôi miếu trong rừng thì sẽ có một cái mùng. Khi nào tối ngủ thì mình sẽ bỏ cái mùng ra là nằm thôi, là không có mũi. Còn ban ngày bình thường thì đâu có dùng tới mùng đâu, chỉ có khi thiền định hay này kia vẫn phải dùng mùng thôi đó, để tránh mũi rồi.
Có một cây luôn, xung xuê luôn. Rồi anh em đi. Anh em đi lạc đâu hết rồi? Anh em ơi. Anh em chia rẽ hết rồi. Em thợ rừng đang đi vô truy lùng nắm mối cả nhà. Giờ đang đi vô đây. Đây là một cái khu rừng tràm. Bây giờ anh em đổi hướng qua khu rừng tràm rồi. Hôm nay Tuấn sẽ làm thợ rừng nha. Wow, đi vô đây thì thấy có cái trái gì đó đây. Trái này là trái gì? Nhìn lạ quá ha. Đây là một trái rừng mà không biết trái gì hết. Ở khu vực này đặc biệt thì thấy trồng cam rất là nhiều. Một trái này thơm lắm. Trái này thơm lắm cả nhà. Trái này như ăn được đó. Trái của cái cây này nè. Mà Tuấn không biết là trái gì. Xum xuê luôn. Trái rụng chín đầy cây luôn. Đây. Giống như trái thị á. Trái này giống như trái thị á. Trái này trái rừng nha. Chắc là ăn được á. Rất là thơm. Trái thị rừng hay sao đó. Ở đây có một cái ổ mối nè. Đây là cái khu này là bà con nông dân là trồng bưởi, trồng cam rất là nhiều luôn. Dắt quanh xung quanh này. Đây chia ra hai top, mấy anh em đi top bên này, mấy anh em top bên kia. Ồ, tới đây có một cái cây này giống như con rắn vậy. Như là tháng này là ít mối nấm mối. Chưa có mấy. Thì tìm những cái ổ này, mình đi sẽ tìm những ổ này. Ổ nấm này mới lấy. Ổ của Việt Nam Cộng Hòa này, ba lô Mỹ. Đẹp ha. Quá trời túi luôn. Ba lô nhìn là thấy là chất lượng rồi đó. Lâu lắm rồi đó. Ừ, bền lắm. Trước anh có cái gì mà bán. Đợt trước anh bán chuyên bán đồ lính mà. Ừ. Chất lượng ha. Anh nửa nào hay vậy? Đục luôn rồi. Đục mất rồi, hay đục. Ừ. Anh em đi rừng tính ra cũng cực khổ lắm. Kiếm được miếng nấm cũng khó đấy. Nhưng mà cái đấy vui, thú vui. Rồi. Chào mấy em luôn ha. Chúc nhiều may mắn. Đi cho biết lấy nấm như thế nào. Cái khu vực này là khu vực chuyên trồng cam. Đó, đây, cả nhà thấy không? Đây là những cái tấm ly lông này trải xuống. Đó, rất là sạch sẽ, phủ hết xung quanh vườn luôn. Từ đây ra ngoài, nói chung khu vực trong này là trồng hầu như trồng cam hết. Đó. Cam rất là nhiều luôn, cam, xoài rồi chuối. Nói chung bà con ở đây sống chủ yếu là nhờ trồng cây ăn trái là chính. Với lại ở trong cái chỗ làng kiều bào Campuchia thì là sống nghề đi bắt đánh bắt cá, trong đó có một nơi tập kết đánh bắt cá để cho các thương lái đi vô rồi ấy đó thu mua rồi đem ra ngoài chợ bán. Nguyên một cái làng luôn, toàn là người Campuchia, người Campuchia người ta về ta ở lâu năm mà chưa có giấy tờ đó, ta vô đó ta sống, sinh sống, cam rất nhiều luôn. Quá trời cam luôn. Hồi trước Tuấn cũng có một cái vườn cam ở trong đây, mà Tuấn bán rồi. Ồ, quá trời luôn, khu vực này cam xum xuê luôn. Giờ đang đi ngược ra lại. Đó, đây là khu vực bên này, phía tay trái là điều không à, cây điều không. Cây điều bên khu này là gần lòng hồ Trị An rồi. Đó, đây là vườn cam Cô Loan. Đó. Bán cam rồi, ai ăn cam là vô đây mua nước cam rồi. Trực tiếp luôn à.
Thì hồi nãy thì Tuấn mới đi ngang vô trong chỗ cái vườn cam á, thì đi công việc, thì bây giờ Tuấn đang ra tới đây là trên những, Tuấn đang đứng ở trên đây là những cái làng bè của kiều bào Campuchia nha cô chú anh chị. Đây, sẵn Tuấn quay chia sẻ đến cô chú anh chị luôn, giáp ranh với khu rừng Mã Đà. Đó, bên phía bên xa xa đó là những cái ngôi bè, ngôi nhà của những người con xa xứ bên đất Campuchia đó. Đó, sống ở trên bè, nuôi cá. Nuôi cá chủ yếu là nuôi cá sống, sinh sống rồi đi đánh cá rồi xung quanh đó, lòng hồ Mã Đà nè, chị An nè. Đó, toàn là những người con xa xứ không đó, của vương quốc Campuchia. Một cái vùng, một cái lãnh thổ, một cái đất nước gọi là chùm đỏ đen. Đất nước chùm đỏ đen nha cả nhà. Nhưng mà cái đó là chủ bên nước ngoài thôi, tại Tuấn qua đó Tuấn tiếp xúc nhiều, Tuấn biết. Thì sáng giờ là Tuấn có đi gặp những em trai kia là chia sẻ những câu chuyện đi rừng lấy nấm nè. Đó, những em đó là thợ rừng không á, dân gần đây không à. Đi rừng lấy nấm, nói chung cuộc sống của các em rất là vui vẻ, hồn nhiên à, chứ cũng không bon chen giống như mình. Thì theo Tuấn được biết là tình hình bữa nay bên Trung Quốc rất là căng. Sẵn hôm nay thì Tuấn chia sẻ thông tin thời sự luôn, nên là mấy ngày nay Tuấn chưa có đi hàng lại, Tuấn chưa có đi công lại đó. Để Tuấn điện cho một em trai tên Thịnh, người Đà Nẵng, chạy công, người Quảng Nam Đà Nẵng chạy công đi Trung Quốc đó. Thì nghe nói là sầu riêng bữa nay rớt giá thê thảm luôn, mà rớt giá thê thảm mà tình hình là xe quay đầu về Hà Nội luôn, trả hàng quay đầu về Hà Nội luôn. Giờ Tuấn điện cho Thịnh coi, nó coi bữa nay sao rồi. Nghe nói em bị đền hai chuyến hàng, bị hết mấy trăm triệu. Điện coi tình hình em như thế nào rồi. Alo, em nghe Tuấn rồi. À, đang đâu em trai? Em đâu không cái? À, tưởng đâu em về Đà Nẵng rồi chứ. Ở chừng nào về? Xử lý xe cộ xong về trả xe vào Sài Gòn, trả xe cho chị. Xong rồi chạy lên Lâm Đồng. À, lên Lâm Đồng nhận xe khác hay sao em? À, lên nhận xe khác. À, ủa anh nghe nói, nghe mấy anh em tài xế lạnh, xe công lạnh nói tình hình ở ngoài cửa khẩu Trung Quốc bữa nay là Trung Quốc trả xe về nhiều lắm đúng không? Sầu riêng ra đó bị quay đầu đúng không? À, sầu riêng nói chung thì hay xui. Nói chung là ý là có ngày hôm qua có một xe ở Móng Cái quay đầu về bán dọc đường đó. À, quay đầu về bán dọc đường luôn. Và bán rẻ hả? Thì là thấy nó bán ở đầu cổng Móng Cái đó. À, xui dữ ta, sầu riêng mà đi qua quay đầu về Việt Nam bán đâu có giá đâu, mất giá đó. Ờ, bán qua xe nó qua nó đèn quá trời kìa, chốt xe quá trời. À, đền đó hả? Đền luôn hả? Ờ. À. Ừ. Em chốt xe quá trời, ngày hôm qua qua nó chốt xe quá trời, có một xe quay đầu về ngay chỗ đầu cổng con cái đó bán đó. Ừ, em có bị đền không? Ờ, em đền xe mít á, đoàn đền xe mít á. Đền hết nhiêu tiền? Chưa biết đây, đoàn xử lý đây, tình hình như thế nào. Đền là do lỗi của mình hay là lỗi của bên nào? Thì nói chung thì lỗi cũng do mình. À, lỗi do máy móc, do cái xe của mình máy lạnh không được ngon đúng không, chạy không đủ độ độ nhiệt độ đúng không, nói chung không chất lượng, chạy hơn nó không có đạt tiêu chuẩn. Giờ là em đang ở Móng Cái là ở khúc nào, thành phố à? Thành phố Móng Cái. À, bãi nào, bãi nào? Bãi Thành Đạt đây. Ừ. Sao nghe bãi tiếng tiếng gái nhiều vậy? Bãi đứa con của ông anh đấy. À, hôm qua bên kia rồi, ông để là đây em nói giùm đây. Rồi, cố gắng nha em trai. Rồi, về Lâm Đồng nhận xe hả? Để tình hình coi thử xe cộ như thế nào. Có gì mà có gì mà không công bằng cho ai mà chơi em hay là không công bằng cuộc sống thì cứ nói anh nha. Về đây anh chia sẻ cho. Ừ. Vâng. Nhiều khi là mình đi qua đó cũng bị người ta lừa ấy, biết không? Ừ, cái máy lạnh nhiều đúng khi rồi. mình chạy đúng nhưng mà vẫn bị bắt đền đó, chứ không phải là mình chạy sai đâu cũng bắt đền đâu, phải không? Không đợi, nói chung là em chạy ra thì cũng do máy móc, nói chung thì máy móc yếu quá rồi, già máy quá rồi. Ừ. Chạy nó xe hàng trời bóng một phát một nữa, trời nắng nữa, máy nó yếu nữa, chạy không nổi. Rồi, thôi cố gắng nha. Vâng. Anh nghe nói em nói đền sầu riêng kiểu đó, anh đang tính bốc đi nè mà anh thấy ớn quá vậy. Thôi chắc ha. Sầu riêng thì bốc được. Sầu riêng anh công 50 mà. À, con nó mới đi được, con sầu riêng đi được. Đi được á. Còn đi mít thì ngại thôi chứ đi sầu riêng đi được. Mít thì công 50 chạy không nổi đúng không?
À, con 50 chạy, nói chung chạy được, mà bóc hai đêm thì đi được, chứ bóc một đêm đi nguy hiểm. Đi nó không đủ đồ lạnh á, chạy không rớt nổi á. À, chạy nó không rớt đồ của họ, nó không có biết là hư hàng của họ là này chết luôn á. Ừ, thôi em cố gắng nha, đi nghe nói là năm nay rồi đền hai chuyến luôn hả? Hết trăm mấy, 200 nè. À, chuyến trước đền hết trăm mấy triệu nữa, chuyến này đền phát nữa. Chạy chuyến lương có mười mấy triệu mà đền trăm mấy thì thôi chứ lấy gì lời nữa. Chuyến trước đầy rồi. À, cũng tội nghiệp ha. Cách đây có tháng mấy chứ mày mà. Thôi bây giờ chuyến này về em về Đà Nẵng đi, em đi xin theo thầy Thích Minh Tuệ đi, em anh tặng cho em cái nồi cơm điện với bộ y, em xin đi theo thầy đi. Hả? Theo thầy cho bất nghiệp đi. Em đi cái trùng ha. Hả? Em đi cái hợp không? Em đi đi cho nó bớt nghiệp đi, cho nó thông suốt cuộc sống đi. Chứ bây giờ đi chạy xe gì đâu mà đền miết à. Thôi chạy xe gì đồ đen quá chứ chuyến đi về em nghĩ mà em nghĩ em đâu chạy được đâu. Thôi giờ em thử đi 1 tháng cũng được. Đi với thầy Minh Tuệ 1 tháng, lên xin đảnh lễ ngày đi. Để có gì anh chuẩn bị nồi cơm điện với bộ y cho em. Xin cái giấy xuất gia nữa, phải xin giấy xuất gia nha chứ không phải là muốn đi thì đi nha. Dạ. Phải xin giấy đàng hoàng, xin có cơ quan chức năng nhà nước đàng hoàng. Chứ không phải là tự nhiên mà mình bước ra đường đi. Đi phải đem theo căn cước đàng hoàng á, giấy tờ đàng hoàng. Đem theo bằng lái cũng được, bằng FC á. Ok được. Ok ha. Em cũng là fan của thầy Minh Tuệ mà đúng không? Vâng. À, thầy Minh Tuệ bây giờ là em thấy là thấy không, người ta không có ai mà bây giờ hạnh phúc bằng thầy Minh Tuệ hết. Hình tệ là hạnh phúc nhất rồi. À, ổng này quá biết rồi. Đúng không? Hàng triệu người theo dõi, hàng triệu người bây giờ ở trên nhà ổng bây giờ gần 10.000 người đang bao vây kìa. À, đây nó đông, anh lên mấy ngày nay lên đâu? Không, anh không lên. Anh đâu có là anh phải anh là một người sống theo đúng luật pháp của Việt Nam, anh không có làm điều đó. Bữa nay cấm rồi, cấm YouTube vô quay rồi. Thì bởi vậy cho nên anh đâu có lên. Đó. Anh có lên thì anh cũng lên nhưng anh không có quay. Anh là phản đối những người mà làm trái luật. Dạ. Thôi cố gắng nha em. Đứa hai. Tuấn gọi điện an ủi em nó cho vui thôi cả nhà. Thấy em nó tội quá. Đó, đi xe bị đầu kéo, bị đền. Đó, đủ thứ. Đó, cuộc sống khó khăn. Rồi sáng đi gặp mấy em trai đi rừng cũng vui. Rồi, những gì Tuấn chia sẻ là thật tâm. Thì nó nếu mà em nó có cái tâm, thành tâm, mình đừng có che em nó đang đói khổ, nhiều khi thất bại á, thành tâm cứ xách nồi đi được, nhưng mà phải đăng ký hợp pháp, đem chứng minh lên đăng ký này kia để cho người ta biết đi hợp pháp trên đường, rồi lỡ mình đi trên đường lỡ mà có chuyện gì xảy ra thì cũng có biết được. Lỡ nhiều khi mình đi mình mất đất kỳ tử, cái người ta tưởng đâu là bị ám sát hay ám gì là mang họa tới người khác. Nhiều khi mình đang đi ngoài đường mình bị xỉu đi, rồi cái người ta tới ta rờ mình vô cái mình người ta bị oan đó. Cho nên là luật pháp của chính quyền làm rất là đúng, phải buộc phải có giấy tờ đó. Rồi đi như thế nào để mà biết chứ, nhiều khi đi trên đường rồi lỡ mà tới gần cái người đó đang ấy cái xỉu mình đụng vô cái là cũng bị ấy, không có giấy tờ nguy hiểm lắm. Dạ, vậy nên là nhiều cái có những cái mình phải thấu tình đạt lý, suy luận chính xác cả nhà. Rồi, Tuấn xin chào, hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn vào những clip tiếp theo luôn. Chúc cả nhà nhiều may mắn và hạnh phúc. Goodbye cả nhà. Nếu thấy hay hãy cho Tuấn một like đăng ký miễn phí ủng hộ tinh thần để Tuấn làm nhiều clip ý nghĩa nhất.